của ông Trần Ngô Phúc Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Nam Á Bank. Chào đón sự hiện diện của ông Phan Đình Tân, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nam Á Bank. Và về phía ban kiểm soát, xin được chào đón sự hiện diện của bà Chủ Kim Cân, trưởng ban kiểm soát, cùng các thành viên trong ban kiểm soát Nam Á Bank. Về phía ban tổng giám đốc, xin được trân trọng đón tiếp và giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Ngọc Tân, tổng giám đốc Nam Á Bank, cùng các bà là thành viên trong ban tổng giám đốc. Để cùng xem qua đoạn clip tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của Nam Á Bank. Sẽ báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2022. Xin được trân trọng kính mời ông. Đó thì dẫn đến cái việc mà lạm phát toàn cầu. Với việc lạm phát toàn cầu thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tăng khoảng là 6,42%. Đó. Mà nhớ là lương thực thực phẩm thì chiếm đến 27%. Trong bối cảnh khó khăn về rung tín dụng, xin được trân trọng kính mời ông. Đây là những thuận lợi cho việc phát triển thương mại dịch vụ và đặc biệt là xã hội. Đây là một phần đáng chú ý là xu hướng dịch vụ của chúng ta vào trong hệ thống ngân hàng của chúng ta để dựa trên chúng ta tiếp cận với những kênh phân phối số. Theo chương trình, xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hải Đăng, giám đốc phối hợp tín dụng ro sẽ lên sân khấu nói chuyện những năm vừa qua. Ở đó tập trung cho hoạt động kinh doanh được chuyển đổi. Tuy nhiên, đối với ngoại, phương thức quản lý rủi ro là khoảng cách tương tác và tính vận dụng. Và ngay sau đây để ghi nhận những đóng góp từ các tập thể nổi trội trong hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, xin mời quý vị cùng đến với phần thi đua khen thưởng. Ông Trần Ngọc Tân, Tổng Giám đốc Nam Á Bank sẽ có phát biểu chỉ đạo trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông. Chúng ta đã xác là được nguyên nhân và trao đổi thưởng trong sự kết cho các hội đồng. Kết quả hoạt động của Nam Á Bank và xin phép tôi xin đánh giá lại. Chúng ta đang bỏ lỡ nhịp cơ hội. Các đơn vị đều đạt tỷ lệ. Trần Ngô Phúc Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị, xin được trân trọng kính mời ông. Nhẹ nhàng, không có gì gọi là khó khăn. Đó là một cái thành quả để đứng lên, ok vai đó. 6 tháng còn lại đó, thì mới để mà đứng trong cái đội ngũ của quận số 1 xây dựng cái tái cơ cấu cho năm 2025, quay trở lại năm 2025. Ngay bây giờ là báo cáo tình hình đến từ ông Trần Ngọc Tân, tổng giám đốc Nam Á Bank, gửi ra hội đồng quản trị Trần Ngô Phúc Vũ, phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị. Vâng, xin được cảm ơn ông Trần Ngô Phúc Vũ. Yeah.
cùng nhau chúc các bạn đang có ngày sẽ ngày càng xuất sắc kế hoạch kinh doanh của 6 tháng cuối năm 2022. Nam Á Bank, ngân hàng đẹp, dịch vụ tốt.